Người đàn ông Nhật tìm người định tự tử để giết rồi phân xác. Bị cáo 29 tuổi ở Nhật Bản vừa nhận tội giết và phân xác 8 phụ nữ trẻ của một người đàn ông vào năm 2017. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 15 đến 27 và có ý định tự tử trước đó. Hàng loạt vụ án mạng khiến các nhà chức trách Nhật Bản theo dõi và kiểm tra các trang web đăng tin về các vụ tự tử. Theo hãng tin Guardian, phản ứng trước vụ việc, Twitter cũng ban hành quy định chống tuyên truyền tự tử và làm hại bản thân. Trước tòa, Takahiro Shiraishi đã khai rằng liên lạc với những người phụ nữ này qua Twitter và các mạng xã hội khác. Họ đều thể hiện ý định tự tử trước đó. Bị cáo sau đó đã đưa họ đến căn hộ của anh ta ở Zama, cách thủ đô Tokyo khoảng 40 km về phía tây nam. Tại đây, bị cáo đã tấn công tình dục, cướp và bóp cổ những người này. Nam nạn nhân còn lại là bạn trai của một trong những phụ nữ trên. Luật sư của bị cáo lập luận rằng Shiraishi nên được giảm án vì các nạn nhân vốn đều muốn chết. Nếu bị kết tội, Shiraishi có thể sẽ bị kết án tử hình. Thủ phạm giết người hàng loạt, giết người cướp của hoặc hiếp dâm và giết người ở Nhật Bản thường bị tử hình bằng cách treo cổ. Trước đó vào tháng 10 năm 2017, bị cáo đã bị bắt. Anh trai của một trong những nạn nhân kiểm tra tài khoản Twitter của em gái và phát hiện tin nhắn từ Shiraishi. Người này sau đó đã nhờ một phụ nữ liên lạc với bị cáo để sắp xếp cuộc gặp và báo cảnh sát. Khi cảnh sát đến căn hộ của Shiraishi, anh ta nói với họ rằng thi thể người phụ nữ mà họ đang tìm kiếm đang nằm trong tủ đông. Cảnh sát phát hiện các bộ phận cơ thể của cả chính nạn nhân trong thùng lạnh và các thùng chứa khác. Theo đài truyền hình NHK, Shiraishi đã nói với cảnh sát rằng tôi đã giết họ và thực hiện một số hành vi với thi thể của họ để che giấu bằng chứng. Hàng xóm của bị cáo cho biết họ nhận thấy mùi hôi bốc ra từ căn hộ sau khi bị cáo chuyển đến vào tháng 8 năm 2017 nhưng không báo cảnh sát. Shiraishi chuyển từ Tokyo đến khu vực này là vị trí tuyển dụng phụ nữ cho ngành công nghiệp tình dục ở Kabukicho, khu đèn đỏ lớn nhất thủ đô Nhật Bản. Theo các công tố viên, bị cáo đã mở tài khoản Twitter vào tháng 3 năm 2017 để liên lạc với những phụ nữ có ý định tự tử, người mà anh ta coi là mục tiêu dễ nhắm tới. Được biết, Shiraishi sẽ bị kết án vào ngày 15 tây tháng 12.